Vâng, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm và xem những video clip về giới thiệu xe cũng như là bàn giao xe. Hôm nay thì là trong chuyên mục chuẩn bị bàn giao xe, là xe này em sẽ giao trực tiếp tại nhà khách cho nên là sẽ không có video clip bàn giao xe cho khách hàng. Đó, thì nói chung cũng như thường lệ, xe nào ra biển số và đã được bên công ty nói chung là hoàn tất về thủ tục xe cộ, bấm số này kia, đưa vào showroom để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng, thì em đều làm một cái clip review lại tổng thể một lần nữa trước khi xe đi, để cho những khách hàng sau muốn đầu tư dòng xe giống như vậy có thể nắm được thông tin chi tiết, giá cả và thủ tục mua trả góp, để cho anh em có thể dễ dàng trở thành những người tiếp theo sở hữu những con xe chất lượng và có mức trả trước thấp nhất có thể. Vâng, thì hôm nay thì em xin được đem đến cho mọi người dòng xe tải Hyundai H150 thùng mua bạc full inox bẩn nhôm. Đây là thùng chuyên chở cá hải sản đến từ một công tử Bạc Liêu, thật sự luôn, với vừa mới cưới được cái vợ hai, một cưới vợ hai trắng ngọc, màu trắng ngọc trinh. Đây anh em xem về cái phần thùng con này là thùng dài của mình sẽ là thùng dài 3m2 ha, và đặc biệt thùng con này sẽ là thùng để chở hải sản. Thật sự khi mà em nhận được cái đơn hàng này á, anh khách hàng này đã chờ em gần nhất là hơn từ 2 đến 3 tháng rồi để mới có thể hoàn thiện được cái con xe này. Nào là ngân hàng, nào là dịch, nào là tới Tết này kia, rồi qua Tết mới tiến hành đóng thùng và tiến hành ra biển số và bàn giao cho khách hàng. Và rất là vui, bởi vì sao? Bởi vì con xe mà em đặt cho khách hàng là vào năm 2021, cho nên là đời của họ nếu mà theo giấy tờ sẽ là đời 2021, nhưng sang năm 2022 đã có xe taxi 2022 luôn, cho nên chiếc xe của ảnh với số khung là số khung của năm 2022, ảnh lời được một đời vô hình chung. Đó là một niềm vui thứ nhất, là lời được một đời. Và niềm vui thứ hai nữa, đây mọi người xem nha, công tử Bạc Liêu cưới vợ đẹp là phải lấy biển số đẹp, còn gì đẹp bằng nữa anh em. Biển 94H00405 mà là biển 9 nút rồi còn gì để nói nữa, nó đẹp từng cm luôn chứ không phải nói gọi là đẹp bình thường nữa, quá đỉnh luôn đó. Và tất nhiên này thì em sẽ dịch biển số con này cho khách hàng của em xem, và em sẽ cập nhật trên cái cộng đồng của tháp cộng đồng của kênh YouTube Quan Tâm Xe Tải, và anh em có thể bấm đăng ký kênh để có thể xem thử coi ý nghĩa của con biển số này khi mà lên thơ nó sẽ ra như thế nào nha. Sẽ là một bài thơ rất là hay và một bài thơ ra xe cho vị khách hàng của em. Thì anh Dương đã tin tưởng và đã nói chung là anh đã xem video clip review xe rất là nhiều để lựa chọn những dòng xe tải trong phân khúc tải hạng nhẹ, và đặc biệt trong phân khúc tải hạng nhẹ tính đến thời điểm hiện tại không một dòng xe nào trong phân khúc 1,5 tấn qua được dòng Hyundai H150, cho nên anh đã lựa chọn và tin dùng dòng xe này. Về cái việc là tư vấn mua xe thì em đã hai anh em đã ngồi lại với nhau để xem thử những cái mẫu thùng mà anh muốn đóng như thế nào và nói về những cái nhu cầu anh muốn đóng ra sao, thì anh đã chốt cho em được quy cách như sau: là thùng của anh sẽ là thùng gọi là sàn trụ đà, là sàn nè, là sàn inox 304 nè, trụ là inox 304 và đà cũng là inox 304 luôn, chuồng heo cũng là inox 304, đó là bằng inox, và để và cộng thêm là nhấn nhá cho anh thêm là cái bẩn nhôm đó. Và còn như là hoàn thành xong hết rồi, em chỉ còn dán tem lên thôi, thì em sẽ tặng ảnh thêm một cái bộ tem nữa, thì em sẽ chụp hình và cập nhật những giai đoạn cuối cùng của con xe này trên kênh để anh em có thể xem thử, và có nhu cầu muốn đóng con xe này thì em sẽ hỗ trợ báo giá cho anh em chi tiết ha. Và tất nhiên trong video clip này em cũng sẽ báo giá cho anh em luôn, nếu anh em muốn đầu tư dòng xe này với mức giá sẽ là bao nhiêu ha. Nhớ xem hết video nha, không xem hết video bỏ lỡ giá là rất là uổng phí nha. Rồi, con xe này cái tải của nó là 1,490 tấn nha, tổng tải là 3,5 tấn, xe được giao về Gia Rai Bạc Liêu của anh Dương. Nếu anh xem được cái video clip này, em xin được gửi anh một cái lời chúc, rằng là chúc anh sau khi nhận được người vợ hai này, đã anh em đã kết hợp với nhau, đã chưa gọi là anh em từ khi đặt cọc lần một, từ khi làm tham khảo xe đặt cọc lần một, đặt cọc lần hai, đóng thùng cũng chưa nhìn mặt nhau luôn, có nghĩa là chưa gặp mặt nhau, chỉ gọi qua Zalo xong rồi lên đóng tiền chuyển khoản này kia xong rồi sau đó tiến hành đóng thùng xe thôi, tới cái ngày mà anh lên ở nghiệm thu phiếu á, em mới đóng thùng, là anh em mới gặp nhau. Đó là cái cơ duyên. Thật sự là dạo gần đây em làm rất là nhiều khách hàng ở Quảng Trị, ở Vũng Tàu, ở
ở các tỉnh xa nữa, là hầu như là không có khách nào mà em gặp mặt hết trơn, toàn là gọi điện nói chuyện qua Zalo hoặc là video này kia thôi, chứ chưa gặp mặt ngoài đời đó. Chỉ khi gặp đúng một lần nhận xe là đã xong hết đó rồi ha. Rất là vui khi anh nhận được con xe này, chúc anh nhận được con xe Hồng Phát ha, và kinh doanh được ngày càng được phát triển hơn, cuộc sống ngày càng được tốt đẹp hơn. Và đừng quên, nếu anh muốn lên tải, ông con này chắc không lên tải nổi đâu, con này quá đẹp rồi, đóng sở hữu luôn, nhưng mà cũng mong anh lên tải để có thể anh em mình gặp lại nhau một lần nữa trên con xe tải nặng hơn và đóng một cái thùng đẹp như thế hơn rồi ha. Rồi nói về chuyên môn một xíu đi, nói lan man nhiều rồi. Con này hiện tại của nó sẽ là xài lớp cung hô, thùng của Hyundai ấy, lớp cung hô, lớp trước là lớp với thông số lớp là 195/70R15 đó. Lớp sau sẽ là nó nhỏ hơn con này, nói chung dòng Hyundai và dòng Kia chuyên có một cái gọi là nó khác biệt xíu là cái lớp trước lớp sau không đồng nhau, cho nên nó sẽ có hai lớp sơ cua đi theo đó. Và cái hệ thống treo trước của nó là bằng phục giảm chấn, không có nhíp nha, cho nên nó sẽ chạy rất là êm khi anh em đi qua các đường gồ ghề ổ gà này kia đó. Đấy không? Rồi tiếp tục chúng ta hãy xem về cái điều quan trọng nhất, không, trước khi xem cái này xem phần nội thất cái đi, chừa cái quan trọng nhất để coi đó. Nói vậy cho mấy ông mê, mấy ông gán coi hết video của tôi ha. Đây, này là nội thất bên trong xe thì vẫn như vậy thôi, là có 3 chỗ ngồi, ghế da, hộp số 6 cấp, logo cái vô lăng gật gù của Hyundai, hộp số 6 cấp nha. Đó, chạy xe rất là êm anh em, chỉ cần vô số bằng một ngón tay là vô số được thôi, không cần phải cầm nắm gì hết trơn á. Tất cả các hệ thống mặt tách lô xe, radio và bàn thờ xe, nói chung là tất cả đầy đủ, không có thiếu gì thứ gì cả. Khi nhận xe tặng anh em thêm bao vô lăng và thảm đất sàn đó. Đó là những cái mà lúc nào em cũng nói và cũng tặng cho anh em khi anh em nhận xe. Đó là cái lọc lá, không lọc lá tuy không bao nhiêu, nhưng khi anh em muốn mua những cái gì đó để trang trí thêm con xe, để cho nó đỡ dơ dái thì kia hơi bất. Nhằm khi chỗ anh em ở anh em không có, nhưng mà em có thì em tặng đó, hỗ trợ nhiệt tình. Vậy đồ gì nữa, đúng không? Đây, đầu tiên là chúng ta nói về cái nhân vật chính ngày hôm nay là cái phần thùng xe. Thùng này là thùng full inox bẩn nhôm, 304 sàn là sàn dập sóng 1.5 ly, hai máng nước, 4 cái cò và đi theo đèn chớp, cản sẽ là cản tròn ha, quá tuyệt vời luôn. Đầu tiên nè, thùng của mình sẽ là bẩn nhôm, mà anh em thấy không, bẩn nhôm nhôm đúc nè, đó rất là đẹp luôn. Đây cho anh em xem về cái phần bẩn nhôm xíu nha, lỡ rồi thao tác nhanh cho anh em coi cái thùng sát từ từ. Rồi, con lan can đào. Đây, anh em xem nha. Đó. Lúc trước em có một clip nhá hàng rồi, nhưng mà xe nó chưa biển số. Bây giờ xe đã có chủ rồi, cho nên là anh em nhớ để lại một cái bình luận ở phía dưới. Nếu anh em nào muốn đầu tư dòng xe này thì cũng đừng quên liên hệ qua chú Zalo hoặc là xin vía vị chủ khách hàng này để có thể được thành công như vị anh khách hàng này nha. Anh khách hàng này anh còn rất là trẻ, nhưng mà đã đầu tư được con xe như thế này, chất lượng như thế này thì không còn gì để nói nữa, quá tuyệt vời anh em. Đó, sàn anh em thấy nè, cái sàn nè, anh zoom rõ kỹ nha, những cái phần sàn, những cái đường mối nối á, là những đường hàng này được hàng rất là kỹ, rất là tỉ mỉ luôn. Đó, cái co thoát nước là anh em thấy không, làm hai máng nước cho ảnh, chở anh chở hải sản, tôm cá này kia, chở đúng chuẩn hải sản luôn, ở Bạc Liêu, ở Hậu Giang, Kiên Giang, Vũng Tàu là những nơi mà chuyên chở hải sản nhiều nhất đó. Và đóng được cái thùng dưới này là không còn gì để bàn. Thùng con này á, ra giá chưa giấy tờ là 470 chưa giấy tờ nha, giấy tờ tính riêng cho anh em đó. Anh em xem nha, cái phần trùng heo á, trùng heo này là trùng heo được làm bằng inox luôn, kèo là kèo kẽm thôi, không gì hết, nhưng mà toàn loại cũng toàn bộ là đà inox luôn, tuyệt vời. Những cái mối nối mối hàng đóng rất là đẹp đó, chỉnh chu nè, anh em thấy cái bằng bẩn nhôm nè, bẩn nhôm hẹn rất chung, nói chung là nó rất là nhẹ xe rồi nè. Cái phần bản lề được làm bằng inox 304, anh em thấy rồi, rất là chắc chắn sáng ha. Cái này là do chưa rửa, mới xe mới về, mới gửi sơ qua để quay cho anh em xem thôi. Cái bằng lườn xe cũng được làm bằng inox luôn nè, inox sáng bóng loáng luôn nè, inox bóng mà anh em thấy không.
Đó, không còn gì để nói hết. Cản này sẽ là cản tròn nha, này là nhu cầu. Anh em thống nhất với nhau đầu tiên là cản composite, nhưng mà anh nói là đóng cản tròn cũng được, cũng đẹp, hợp lý, thì lấy cản tròn cho anh luôn. Nhưng mà anh thấy con này lên cản tròn nhìn chất sắc, chất xe, hợp lý á. Không phát sinh giá cũng không bao nhiêu, có 1-2 triệu mà phát sinh giá thôi, nhưng mà thôi lấy cản này luôn cho nó nhanh gọn lẹ, dễ về gọn lẹ chạy hàng nữa đó, cho anh em nhìn cho chảy nước miếng trời ha. Nè, cái này là cái nhấn nhá thêm nè, này là nhu cầu, không phải ai cũng kêu. Là cái này á, bình thường của nó là cắt cái tài khoá bắn lề xong á, cái tài khoá xong á là nó sẽ không có bảy cái bao này. Mà em dặn bên xưởng thùng á, bên Phạm Nguyễn đóng á, là em dặn là mấy anh bỏ cho em làm giùm em thêm mấy cái này, mấy cái bọc tay khóa nè, nó đỡ để bị cắt vô cái bàn tay á. Người tài xế người ta bỏ lại bỏ hàng suốt mà làm lên làm xuống, mà cái này mà mối hàng mới nữa, mối cắt mới nữa, dễ bị đứt tay lắm. Cho nên là em kêu ảnh anh đọc giùm em mấy cái này, em bỏ tự em tự động bỏ tiền ra đọc giùm đó. Không, nó không nhiều tiền nhưng mà chăm chút cho khách hàng tới mức đó thì thôi, giờ không đặt xe chỗ em, nó đặt xe chỗ ai, đúng không? Hợp lý không? Hợp lý thì nhớ đăng ký kênh đi, có duyên anh em gặp nhau trên showroom nhá. Thấy không, biển số quá đẹp luôn ha, 00450, còn gì đâu gì nữa. Hôm nay là em bấm 3 chiếc, một chiếc Hyundai với 2 chiếc Trăng Long, mà 2 chiếc là đã ra biển chính nút rồi, nó bằng tay vàng thiệt luôn á. Đó, rồi nói về hệ thống nhăn nhíp và lốp xe thì anh em thấy đó, như anh em thấy là xe mình đó là lớp trước khớp giao không đồng, cho nên là sẽ có hai lớp sơ cua đi theo, anh em thấy không? Nè, số khung 2022 nè, là chữ là từ số thứ tự từ 1 đến 10 là ở đây, là số thứ tự là số chữ N, năm 2021 là M và số năm 2022 là N, anh em thấy ha, nhìn để biết đời xe nha. Đó, rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi về cái thằng đèn Hyundai thì một dạng này, Hyundai nhập 3 cục CKD từ nhập tại Hàn Quốc đó, trực tiếp luôn, đồ đạc này kia chỉ có là phiếu thùng của đại lý đóng thôi. Anh em muốn đóng theo nhu cầu, đóng phát buộc phải đóng theo nhu cầu của đại lý đó, nhưng mà là hàng vẫn là hàng chính hãng của Hàn Quốc nha anh em. Đây, đuôi sau của xe tuyệt vời chưa? Đó, như em đã giới thiệu, xe này đó được trang bị thêm cái phần bảo vệ đèn. Cái này là anh em với khách hàng đã có tư vấn và xem mẫu với nhau thì trang bị thêm cái này. Khung bao đèn được làm bằng inox, cái khung bảo vệ đèn cũng được làm bằng inox luôn, giúp đèn xe của mình sẽ được bảo vệ được một cách tốt nhất và chỉnh chu nhất có thể. Xe này lấy biển vàng và có thêm hai cái chụp đèn ở đây nữa. Đèn hông cái này là đồ độ, anh em có thể làm kiểu đèn dài hoặc là đèn tròn đều được hết nha. Đèn tròn á hoặc là đèn dài đều được, có thay thế hết được anh em nha. Cản này á, một anh em làm cản kiểu này nên là cản tròn, hai là anh em làm cản kiểu kiểu đuôi dài dài ra xíu nữa cũng được. Nói chung là anh em cái này phối cản đủ thứ kiểu hết trơn à, đập lắm may hay là muốn đập bình thường hay như thế nào đó, các anh em sẽ hỗ trợ cho anh em hết, miễn anh em là có nhu cầu có tiền là lụm đó. Cửa này á là phải đăng kiểm tại công ty nha, có nghĩa là sao, có nghĩa là đưa về công ty gần cái có cái tạm đăng kiểm gần công ty của anh em nè, để có thể đăng kiểm được. Do cái cửa này bản vẽ của nó là bản vẽ xương đó, cái nó không có inox này, như anh em thấy nè, nó bằng inox, nó nhất ngoài bằng inox, ở giữa là sẽ đi theo cái ron cái cao su để kín hàng nhất có thể, nó không bị bay hơi. Rồi, quá đẹp chưa, bên đây đó. Để đầu tư được một con xe như thế này thì anh em đừng ngại nhắc máy lên alo cho em, để bỏ ra cái vốn đầu tư khoảng 140-150 là có thể nhận được con xe này về đó. Hùng phun inox vẫn nhôm có thể không, nhưng mà tới cỡ đó thì tầm 140-150 là nhận được xe. Tay còn bảo hiểm bảo bọng này kia nữa. Thêm một cái nữa, báo giá luôn chi tiết. Hiện tại con xe này đang ở mức giá là, anh đi lại xíu nhìn cho nó mát xíu nè, 470 triệu chưa giấy tờ đó, 470 triệu chưa giấy tờ. Và anh em có thể liên hệ trực tiếp để có thể hỗ trợ tư vấn báo giá lăn bánh tại tỉnh nào, tại do con xe này hiện tại đang được giảm thuế trước bạ 100%, tặng bình dị, tặng bao cho ta lái thăm nóc sàn, 50 lít dầu, 470 thùng như thế này, còn gì để nói nữa không? Giấy tờ có giấy tờ con này dữ lắm, tầm 10 triệu quay đầu, chưa tới 10 triệu quay đầu nữa nó. Bây giờ cho nên là anh em thôi, con này không đi lên đến đó, nó quá đẹp rồi, nhớ để lại là chút nha, để lại là chút cho vị khách hàng của em nó. Và thời gian quay là từ 2 năm đến 6 năm hoặc là 7 năm thì em, khi anh em liên hệ trực tiếp em sẽ hỗ trợ báo giá, gửi bản lãi cho anh em. Và muốn mua xe độc thân thì làm giấy xác nhận độc thân,
có gia đình, xin giấy xác, xin giấy đăng ký kết hôn của hai người là xong, yêu cầu không bị nợ và có nguồn thu chút xíu thôi cũng được, có nguồn thu là được, không cần phải chứng minh thu nhập. Em vẫn hỗ trợ được cho anh em ba nguồn thu cho anh em luôn, miễn không bị nợ thôi, vấn đề là không bị nợ xấu nha. Nếu anh em muốn biết có bị nợ xấu hay không, liên hệ gửi kết bạn qua Zalo rồi em sẽ check kiểm tra thông tin tên chứng minh nhân dân để kiểm tra, nếu ngân hàng ok em sẽ cho ngân hàng gọi điện trực tiếp tư vấn, nếu ngân hàng đồng ý xét duyệt cho vay anh em cứ thể tự chủ động liên hệ với nhà xe và đặt liên hệ trực tiếp em để làm hợp đồng và tiến hành đóng thùng xe này kia thôi. Quy trình là em không quan trọng gì quy trình đâu, em chỉ quan trọng là về kết quả thôi, nhưng mà em sẽ chắc gì cái phần quy trình cho anh em để anh em không bị mất thời gian đi tới đi lui đổi hồ sơ các kiểu, mất thời gian lắm đó. Rồi thì em xin được kết thúc video tại đây, chúc anh em có một ngày làm việc thật là tốt lành, nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo và để cập nhật những video và sẽ tải sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nha mọi người. Chào mọi người nha.